oxy hóa khử. Đây là dạng phản ứng được sử dụng rất nhiều trong dạng bài tập về sau. Vậy để hiểu hơn thì chúng ta cùng xem lại lý thuyết về phần này. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết, định nghĩa về phản ứng oxy hóa khử. Nhất đó là lý thuyết. Vậy các em nhớ cho cô đó là phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học mà trong đó có sự thay đổi về số oxy hóa của các nguyên tử nguyên tố. Đó là phản ứng mà có sự thay đổi. Có sự thay đổi về số oxy hóa. Có sự cho và nhận electron giữa các nguyên tử nguyên tố, hay nói cách khác đó là có sự cho và nhận electron, cho và nhận electron. Được chưa nào? Ta sang khái niệm tiếp theo là chính là quá trình oxy hóa và quá trình hợp, quá trình oxy hóa. Nhớ cho cô đó là quá trình oxy hóa là quá trình nhường E. Quá trình oxy hóa là quá trình nhường E. Nhường E. Và quá trình khử là quá trình nhận E. Nhận E. Cô lấy ví dụ này. Có phản ứng Cu oxy ra đồng oxy CO, đây là 2CO. Thế nào vậy? Có quá trình oxy hóa ở đây. Vậy việc đầu tiên em xác định cho cô đó là sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tử nguyên tố trong phương trình này. Vậy ở đây thì có đồng không lên đồng dương 2 và oxy không xuống oxy trừ 2. Thế nào vậy? Quá trình oxy hóa là quá trình nhường E, quá trình cho electron. Vậy ta có ở đây. Quá trình nhường E ở đây sẽ là quá trình đồng. Đồng không sẽ cho 2E và để lên đồng dương 2. Em lưu ý cho cô là vì electron mang điện tích gì nhỉ? Electron sẽ mang điện tích âm. Do đó khi mà cho các electron mang điện tích âm này đi thì nguyên tử nguyên tố đó sẽ dương điện hơn so với ban đầu. Vậy đồng ở đây sẽ cho 2E để tạo thành đồng 2 cộng. Cách khác em có thể ghi là đồng sẽ bằng đồng 2 cộng với 2E. Hai cách này ghi đều đúng, không sao cả. Các em ghi theo cách thứ nhất hay cách thứ hai đều được. Ta sang quá trình tiếp theo là quá trình khử là quá trình nhận E. Vậy các em nhìn cho cô ở đây là oxy ở đây cô có hai nguyên tử oxy không, cô ghi luôn là phân tử oxy không sẽ nhận bao nhiêu nhỉ để tạo thành oxy trừ 2. Vậy ở đây cô có hai nguyên tử oxy không, cô sẽ ghi 2 ở đây, ta cân bằng số nguyên tử oxy đã. Vậy đây sẽ là oxy không xuống oxy âm 2 và đây có 2 nguyên tử oxy trừ 2, vậy cô sẽ cộng với 4E. Rồi oxy sẽ nhận 4E và trở thành 2 oxy âm 2, oxy trừ 2, được chưa nào? Các em nhớ cho cô đó chính là quá trình khử là quá trình nhận E. Được chưa nào? Quá trình nhận E. Và quá trình oxy hóa là quá trình nhường E. Và một khái niệm nữa các em cần nhớ cho cô đó là chất khử và chất oxy hóa. Chất khử.
chất khử là các chất. Chất khử là các chất sẽ nhường e. Nhường e. Và các chất oxy hóa là các chất nhận e, Các em để ý cho cô một chút này, các chất khử và các chất oxy hóa nó sẽ ngược một chút so với quá trình khử và quá trình oxy hóa. Chất khử đây là cái chất nhường e. Các em nhìn cho cô, vậy các chất khử đây sẽ tham gia quá trình oxy hóa, chúng đều cùng là nhường e, được chưa nào? Và các chất oxy hóa sẽ tham gia quá trình khử, được không? Các chất khử sẽ tham gia quá trình oxy hóa, và các chất oxy hóa sẽ tham gia quá trình khử. Vậy chưa nào? Vậy cụ thể ở đây này, ở đây trong hai quá trình này, chất nào sẽ là chất oxy hóa và chất nào chất khử? Em nhìn cho cô, chất khử là cái chất nhường e. Vậy ở đây đồng đã nhường 2E và đã trở thành đồng dương 2. Vậy trong phương trình này, chất khử là đồng, được chưa nào? Chất khử trong phương trình bên trên là chúng ta đồng, đúng không? Và chất oxy hóa tham gia quá trình khử sẽ là oxy, được chưa nào? Và cô có một mẹo nhỏ các em dễ nhớ, đó chính là khử cho O nhận. Khử cho này O nhận, có nghĩa là ở đây chất khử sẽ là chất cho electron. Và các chất oxy hóa cùng với O này sẽ là các chất nhận electron. Khử cho O nhận. Và nhớ là chất khử sẽ tham gia quá trình oxy hóa, và các chất oxy hóa sẽ tham gia quá trình khử. Có một cách để các em có thể nhận biết, đó là cái chất nào là chất oxy hóa và chất nào là chất khử. Em nhìn cho cô một chút. Đồng ở đây là chất khử, đúng không nào? Đồng ở đây là chất khử này. Chất khử quá trình không? Chất khử. Và đây là chất oxy hóa. Các nhìn cho cô, chất khử ở đây là số oxy hóa của nó tăng hay giảm nhỉ? Từ 0 lên dương 2. Vậy thì chất khử ở đây, số oxy hóa của chúng sẽ tăng, được chưa nào? Và chất oxy hóa ở đây, chất số oxy hóa của chúng sẽ giảm. Rồi, vậy đây là một số lý thuyết liên quan tới phản ứng oxy hóa khử. Cô sang phần thứ 2, đó là các bước cân bằng phản ứng oxy hóa khử. Quá trình khử. Viết
quá trình oxy hóa cũng như các quá trình khử. Các em nhìn cho cô, quá trình oxy hóa đây là gì? Quá trình oxy hóa và quá trình khử. Nào, quá trình oxy hóa là quá trình gì nhỉ? Quá trình nhường e vậy ta có chất gì sẽ tham gia quá trình oxy hóa nhỉ? Đó chính là chất chất khử, đúng không nào? Khử cho o nhận, chất khử sẽ tham gia quá trình oxy hóa và chất oxy hóa sẽ tham gia quá trình khử. Các em nhìn cho cô. Đồng từ đồng 0 lên đồng dương 2, chất khử có số oxy hóa tăng, đúng nào? Vậy đồng 0 lên đồng dương 2, vậy quá trình oxy hóa chính là đồng dương 2 được chưa nào? Hoặc là cô có thể viết là trừ 2e bên này. Và các em có thể nhìn ra đây là quá trình cho e, quá trình oxy hóa là quá trình nhường e. Tiếp, quá trình khử là quá trình nhận e. Chất oxy hóa sẽ tham gia quá trình khử. Vậy đây sẽ có nitơ dương 5, nitơ dương 5 cộng với 3e về về nitơ dương 2. Rồi, ta xong bước thứ hai, đó là viết các quá trình oxy hóa và quá trình khử. Ta chuyển sang bước thứ ba. Bước thứ ba đó là các em tìm hệ số sao cho tổng số electron cho sẽ bằng tổng electron nhận. Có nghĩa là đây các em sẽ chính là các em tìm bộ chung nhỏ nhất của chúng. Xác định hệ số sao cho tìm bộ chung nhỏ nhất của chúng. Bộ chung nhỏ nhất giữa số electron cho và số electron nhận. Vậy các em nhìn cho cô, ở đây sẽ cho 2e, đồng cho 2e về đồng để lên đồng dương 2. Và nitơ dương 5 sẽ nhận 3e để về nitơ dương 2. Vậy thì bộ chung nhỏ nhất của chúng ở đây sẽ là 6, đúng không nào? Vậy ở đây quá trình trên cô sẽ nhân với 3, thì là quá trình dưới cô sẽ nhân với 2. Rồi, ta chuyển sang bước tiếp theo, bước thứ tư. Đó là đặt hệ số ở các quá trình các em vừa tìm được này vào phương trình, đặt hệ số vào phương trình. Rồi, chúng ta cùng đặt nhé. Ở đây ta có đây, 3 đồng 2 cộng, ta điền 3 vào đây. Được chưa nào? 3 đồng 0 thì cô sẽ điền 3 vào đây. Tiếp, nitơ dương 2 ở đây có 2 nitơ dương 2. Rồi các em chú ý cho cô nitơ dương 5. Được chưa nào? Nitơ dương 5 ở đây. Nó không chỉ là ra mỗi nitơ dương 2 này mà nó còn ra nitơ trong mỗi nitrat này nữa. Vậy thì nitơ dương 5 ở đây không phải theo hệ số này mà các em sẽ cộng tổng nitơ ở hai chỗ, đó chính là nitơ trong muối đồng nitrat này và nitơ trong khí NO này. Các em cùng cộng cho cô, ở đây sẽ có 3 nhân 2, ở đây có 6 nitơ này. Ở đây sẽ có 6 nitơ và ở đây thêm 2 nitơ nữa, vậy đây sẽ là 8 nitơ. Vậy đây ta sẽ điền 8 vào HNO3. Bước tiếp theo em sẽ cân bằng hydro cho cô. Ở đây có 8 hydro, đúng chưa nào? Ở đây có 8 hydro này. Vậy thì em sẽ điền mấy vào phân tử nước nhỉ? Ta sẽ điền 4 vào phân tử nước. Rồi, sau khi đặt hệ số rồi, sau khi các chất ở đây đã được điền hệ số, vậy các em sẽ chuyển sang bước thứ 5, đó là kiểm tra lại phương trình. Bước thứ 5 là bước kiểm tra. Vậy còn một nguyên tố nào chúng ta vẫn chưa nhắc đến, đó chính là nguyên tố oxy. Các em sẽ kiểm tra cho cô, đó là số nguyên tố oxy ở bên trái và bên phải bằng nhau chưa. Nếu chúng bằng nhau rồi thì là phương trình này đã được cân bằng rồi. Các em cùng nhìn cho cô, ở đây sẽ có 8 nhân 3 là 24 nguyên tố oxy, đúng nào? Bên phải là có này, 3 nhân 3 nhân 2 là 18, thêm 2 nữa là 20 và thêm 4 nữa là 24. Vậy thì cả hai bên này đều đã có 24 oxy rồi. Vậy thì phương trình này của cô đã được cân bằng rồi. Các em đã hiểu hơn về phản ứng oxy hóa khử. Cô sang phần tiếp theo, phần thứ 3. Cô sẽ đi cụ thể hơn về các dạng phản ứng oxy hóa khử. Các dạng phản ứng oxy hóa khử.
chính là các dạng phản ứng oxy hóa cực. Chúng ta đi vào dạng đầu tiên, đó chính là dạng phản ứng oxy hóa cực thông thường. Oxy hóa khử ở đây thường là các dạng phản ứng mà có một chất là chất cho và một chất là chất nhận, các em có thể nhìn rõ và còn chúng có thể tách riêng biệt với nhau. Để hiểu rõ hơn thì cô sẽ lấy ví dụ cụ thể. Ví dụ này, cô có nhôm cộng HNO3 ra nhôm niclát sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố trong phương trình. Vậy ở đây có những nguyên tố nào thay đổi nhỉ? Đó chính là nhôm này. Từ nhôm 0 lên nhôm dương 3. Về trên nào? Tiếp theo là nguyên tố nitơ, nitơ dương 5. Về nitơ dương 2. Rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ biết quá trình oxy hóa và quá trình khử nào. Ở đây có đồng, oxy hóa đây có nhôm. Nhôm dương 3 cộng với 3E được chưa nào? Nitơ dương 5 sẽ cộng với 3E về nitơ dương 2 trong NO. Vậy thì bộ chung nhỏ nhất ở đây là chính là 3 luôn này. Vậy cả hai quá trình này cô đều nhân với 1. Bước tiếp theo là em đặt hệ số là phương trình. Vậy đây có mấy nhỉ? 1 nhôm 0 nào? Cô sẽ điền 1 vào đây. Và 1 ở đây là số không có nghĩa là em có thể điền hay không điền đều được. Ở đây có 1 nhôm này, 1 nhôm 0 này. Tương tự ở đây có 1 nhôm dương 3, có 1 nhôm dương 3 ở đây rồi. Sang quá trình tiếp theo ta sẽ có 1 nitơ dương 2. Vậy ta có 1 ở đây rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cân bằng gì nhỉ? Sẽ cân bằng nitơ. Em nhìn cho cô, bên phải chúng ta sẽ có 3 nhân 1 này nhân 3 ở đây là 3 nitơ này, cộng thêm 1 nitơ trong NO là chúng ta sẽ có 4 nitơ. Vậy ta sẽ điền 4 vào HNO3 thế nào. Vậy đây có mấy hydro nhỉ? Bên này sẽ có 4 hydro. Vậy cô sẽ điền 2. Vậy thế nào? Cô sẽ điền 2 phân tử nước. Vậy bước cuối cùng ở đây chúng ta sẽ kiểm tra oxy xem chúng nó bằng nhau hay chưa. Đây sẽ có 4 x 3 là 12 nguyên tố oxy. Thế chứ nào, ở bên phải thì sẽ có 3 x 3 là 9 này, cộng 1 là 10 và thêm 2 là 12. Vậy cả hai bên của cô đều có 12 oxy. Vậy phương trình này đã cân bằng rồi. Thế nào, cô sang lấy một ví dụ. Cô lấy một ví dụ nữa về dạng này. Cô sẽ xóa phần này đi. Chúng ta chuyển sang phương trình tiếp theo, ví dụ 2. Ví dụ 2 này, F3O4 cộng với HNO3 loãng sẽ sinh ra FeNO3 tất cả 3 lần cộng với gì đây? Cộng với NaOH và cộng với nước. Thế thế nào các em? Bước đầu tiên hãy cũng xác định sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố trong phương trình đã cho. Vậy đây sẽ có sự thay đổi số oxy hóa đây là sắt và nitơ. Em nhìn cho cô, sắt ở đây sẽ là bao nhiêu nhỉ? Oxy ở đây có số oxy hóa là -2. Được chưa nào? -2. Vậy ta có -2 nhân 4 sẽ là -8 và chia cho 3. Vậy thì đây sắt nó sẽ là -8/3. Để tổng số oxy hóa
trong hợp chất nó bằng không. Được chưa nào? Ở đây sắt sẽ là dương 8/3. Lên sắt dương 3. Rồi nitơ dương 5 ở đây sẽ về nitơ dương 2. Được chưa nào? Vậy các quá trình của cô ở đây sẽ có sắt, đây có mấy sắt nhỉ? 3 sắt dương 8/3. 3 sắt dương 8/3 được chưa nào? Lên sắt dương 3. Bởi vì ở đây có 3 sắt này, cô sẽ thêm 3 ở đây để số nguyên tử ở hai bên là như nhau. Vậy thì ở đây sẽ có 3 nhân 8/3 là dương 8. Bên này có 3 nhân 3 là dương 9. Vậy bên này sẽ là cộng với 1E nữa. 1E. Quá trình tiếp theo cô sẽ có nitơ dương 5. Nitơ dương 5 sẽ cộng với bao nhiêu E để về nitơ dương 2 nữa? Nitơ dương 5 sẽ cộng với 3E để về nitơ dương 2. Được chưa nào? Vậy thì bộ chung nhỏ nhất ở đây của cô sẽ là 3, và cô sẽ nhân 3 ở đây, nhân 1 ở đây. Được chưa nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ điền hệ số của phương trình. Vậy ta sẽ có ở đây 3 nhân 3. 3 nhân 1 ở đây này sẽ là 3, em vào 4. 3 nhân 3 ở đây sẽ là 9. Nitơ nào? 1 nhân 1 ở đây sẽ là, cô sẽ điền 1 ở đây. Rồi chúng ta sẽ điền hệ số của HNO3. Cũng tương tự, HNO3 sẽ nitơ ở đây sẽ có nitơ trong muối và nitơ trong khí. Được chưa nào? Vậy nitơ ở đây sẽ bằng tổng hai cái này cộng lại với nhau, ta có 9 mà nhân 3 nhân 1 ở đây chính là 27 cộng 1 là 28. Được chưa nào? 28. Tiếp theo cô sẽ cân bằng hydro. Ở đây có 28 hydro. Vậy thì cô sẽ điền bao nhiêu bột nước nhỉ? Cô sẽ điền 14 bột nước. Được chưa nào? Rồi bước cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra số oxy hóa hai bên là đã bằng nhau chưa. Thế thì cho cô ở đây sẽ có 3 x 4 là 12. 12 cộng với 28 x 3 là 84. Vậy chúng ta sẽ có 96 oxy. Bên này sẽ có 96 oxy này. Rồi bên này sẽ có 9 x 3 x 3 là 9981 này. 81 cộng 1 là 82, và 82 cộng với 14 là sẽ bằng cũng 96 oxy. Vậy thì phương trình này của cô đã cân bằng chưa nhỉ? Của chúng đã cân bằng. Rồi ta chuyển sang dạng tiếp theo. Dạng thứ 2. Dạng thứ 2 nào? Đó chính là phản ứng oxy hóa khử nộ phân tử. Oxy hóa khử nộ phân tử. Chỉ xảy ra trong một phân tử. Được chưa nào? Vậy đây ta tìm bộ chung nhỏ nhất giữa chúng.
Theo một chung nhỏ nhất của chúng là 12 này. Phương trình trên của sẽ nhân 12 này. Phương trình dưới sẽ nhân 13. Được chưa ạ? Rồi, phương trình trên nhân 12 vậy cô sẽ có 2 2 clo dương năng của đền 2 vào KCl3 có 2 clo trừ 1 được trên áo. Cô sẽ đền 2 vào đây này. Và đây sẽ có mấy nhỉ? 3 3 phân tử oxy. Rồi, các em đã kiểm tra cho cô các phân tố ở đây đã bằng nhau chưa? Đây có 2 kali này, đây cũng có 2 kali, được chưa nào? Ở đây có 2 clo, đây cũng có 2 clo. Và oxy, bên này có 2 x 3 là 6 nguyên tử oxy. Đây cũng có 3 x 2 bằng 6 nguyên tử oxy. Vậy phương trình này của cô đã cân bằng rồi. Rồi, cô đã giới thiệu em về phản ứng oxy hóa khử nửa phân tử. Ta xong dạng thứ 3 đó chính là tự oxy hóa tự khử. Tự oxy hóa tự khử. Vậy thế nào là tự oxy hóa tự khử? Có nghĩa là cái chất đó vừa tham gia quá trình oxy hóa, vừa tham gia quá trình oxy hóa và vừa tham gia quá trình khử. Rồi cô sẽ lấy ví dụ về dạng này. Cô có phương trình chính là clo, ví dụ hai này, clo
với KOH. Đây tương tự ra KCl cộng với KCl3 cộng với nước. Vậy tương tự như phương trình trên, clo cô ở đây cũng làm sao đây? Cũng thay đổi số oxy hóa ở hai chỗ, clo không này xuống clo một và từ clo không lên clo dương mấy đây, dương năm. Vậy các quá trình cô đây sẽ có này, clo không này, clo không cộng bao nhiêu e để về clo âm một nhỉ, sẽ cộng bao nhiêu e để clo một, được chưa nào? Tiếp đến clo không sẽ clo dương năm cộng với năm e. Vậy thì phương trình này sẽ nhân với năm và phương trình này sẽ nhân với một. Thay đổi đại số cho cô, ta sẽ có năm clo một cụ điện năm vào KCl, chưa năm Cl trừ một. Rồi ta có một clo dương năm, một clo dương năm, vậy hệ số đây cô sẽ để là một, được chưa nào? Vậy đây sẽ có sáu, sẽ có sáu clo, sáu clo, vậy cô sẽ thêm ở đây đã có hai rồi, vậy cô sẽ điền ba vào đây thành ba phân tử clo, ba nhân hai là sáu, được chưa nào? Ở đây có mấy kali nhỉ? Sẽ có 5 cộng 1 là 6 kali, cô điền 6 vào đây này. Tiếp ta cân bằng hydro, ở đây có 6 hydro, được chưa nào? Vậy thì cô sẽ điền 3 vào nước. Rồi chúng ta cũng kiểm tra oxy cho cô, ở đây sẽ có 6 nhân 1 là 6 oxy, được chưa nào? Ở đây là có 3 cộng 3 là 6 oxy. Vậy thì phương trình của cô đã cân bằng rồi. Và các anh nhớ lưu ý cho cô, đây là một dạng của phản ứng oxy hóa khử. Cô sẽ chuyển sang một dạng phản ứng oxy hóa khử phức tạp hơn khi nó có sự xuất hiện, sự thay đổi số oxy hóa của nhiều nguyên tử, nguyên tố. Và sang dạng tiếp theo là dạng phản ứng oxy hóa khử phức tạp. Dạng thứ tư. Dạng thứ tư thì ba dạng phản ứng oxy hóa khử. Cô lấy một ví dụ này, CoH. Đồng dương 2 này, được chưa nào? Và
và lưu huỳnh dương 4 FO2. Lưu huỳnh dương 4. Vậy thì cô sẽ số E, số E ở đây. Quá trình nữa đó là nitơ dương 5 sẽ cộng với 3E để về nitơ dương 2 trong nhớ. Vậy quá trình này ở đây của cô có hai chỗ đều thay đổi số oxy hóa, vậy cô sẽ coi chúng là một phân tử, coi cả cái hợp chất này là không. Và các em sẽ cộng electron vào để sao cho mà số oxy hóa của hai bên bằng nhau. Vậy thì ở đây sẽ có bao nhiêu? Để ở đây sẽ có đồng dương 2, một đồng dương 2, đúng không nào? Đây có một lưu huỳnh dương 4, vậy thì dương 2 cộng dương 4 sẽ là 6. Vậy thì ở đây cũng sẽ cộng với 6E để cả cái phân tử này có số oxy hóa là không. Được chưa nào? Cả cái phân tử này có số oxy hóa là không. Rồi, vậy thì ở đây sẽ nhân đến mấy đấy? Ở đây sẽ nhân đến 1. Và ở đây sẽ nhân đến 2. Vậy ta cùng điền hệ số nào. Ở đây có 2 nhân 1 là 2 nitơ dương 2. Được chưa nào? 2 nitơ dương 2. Ở đây có 1 lưu huỳnh dương 4. 1 lưu huỳnh dương 4 và 1 đồng dương 2 và 1 COS. Được chưa nào? 1 COS. Rồi 1 COS. Tiếp ta sẽ cân bằng nitơ, vì nitơ xuất hiện ở trong muối nitrat và nitơ trong khí nữa, vậy ta sẽ cộng cả hai chỗ vào. Ở đây sẽ có 2 nhân 1 là 2 nitơ. Ở đây sẽ có 2 nitơ, vậy ta cô sẽ có 4 nitơ cộng điền 4 và 2 là 3. Chứ nào, bước cuối cùng là chúng ta sẽ cân bằng hydro. Hydro cô sẽ có 4 hydro này, ở đây cô sẽ điền 2 vào nước. Rồi bước cuối cùng để hoàn thiện phương trình của em, của các em, đó chính là các em sẽ kiểm tra là cô oxy ở hai bên đã bằng nhau chưa. Vậy thì các em nhìn cho cô này, ở đây sẽ có 4 nhân 3 là 12 oxy. Được chưa nào? Bên trái sẽ có 12 oxy. Nhìn bên phải cho cô, ở đây sẽ có 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 2 là 8, 8 thêm 2 là 10 và thêm 2 nữa là 12. Vậy cả hai vế của phương trình cô đều có 12 oxy. Vậy phương trình của cô đã cân bằng rồi. Vậy các em đã hiểu hơn về phương trình này đây nhỉ? Với phương trình mà có số oxy hóa thay đổi nhiều chỗ, và các em sẽ coi cho cô cả cái phân tử này, sẽ viết sự thay đổi số oxy hóa của cả phân trình, của cả phân tử này, và coi số oxy hóa của cả phân tử đó bằng không. Rồi cô sẽ lấy một ví dụ nữa để các em có thể hiểu hơn. Ví dụ 2. Rồi ở đây sẽ ra sắt dương 3 và lưu huỳnh dương 4.